tổng quan về giáo dục mở và tài nguyên giáo dục mở, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số cũng như là cái mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Thì trước khi bắt đầu bài trình bày thì xin phép tôi được một phút xin thay mặt Hội Thư viện Việt Nam cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã mời Hội Thư viện Việt Nam tham gia cái hội thảo rất đặc biệt này. Thì cũng do lý do bất khả kháng mà đồng chí chủ tịch hội cũng như là tổng thư ký của hội không tham dự được, thì cũng ủy quyền cho tôi là cùng với lại ban tổ chức triển khai hội thảo này. Và trong hội khán phòng này cũng rất nhiều là anh chị em làm về thư viện đến tham dự, và rất mong chúng ta có những ý kiến đóng góp cùng với lại Hội Tin học Việt Nam, cùng với Hiệp hội các trường cao đẳng Việt Nam, chúng ta triển khai cái tài nguyên giáo dục mở cũng như là học liệu mở. Và bài trình bày của tôi liên quan đến tiếp cận lợi ích cũng như là cái trách nhiệm đa phương các bên liên quan triển khai tài nguyên giáo dục mở ở trong bối cảnh Việt Nam như thế nào. Thì thưa quý vị, thì sau khi mà kết thúc cái vai trò của mục tiêu thiên niên kỷ, thì Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra một cái chương trình nghị sự với mục tiêu phổ quát 17 cái mục tiêu phát triển bền vững. Trong đấy thì mong muốn là một cái xã hội công bằng hơn, tươi đẹp hơn. Và như quý vị biết là trong cái mục tiêu này thì có một cái mục tiêu rất quan trọng, đấy là mục tiêu về giáo dục chất lượng. Thì ở đây mong muốn là đảm bảo một cái nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và có cơ hội học tập suốt đời của tất cả mọi người. Và nếu quý vị nhìn 17 cái mục tiêu này thì giáo dục ở tất cả mục tiêu đều có vai trò của giáo dục. Để mà chúng ta triển khai được về mục tiêu này thì cái vai trò của giáo dục rất quan trọng. Và để thế nào đấy chúng ta triển khai được giáo dục chất lượng cũng như là giáo dục mở, thì dĩ nhiên nó còn bao gồm rất nhiều yếu tố khác. Hôm nay chúng ta ngồi ở đây, chúng ta sẽ bàn thêm một giải pháp để chúng ta cùng triển khai hướng tới về giáo dục chất lượng. Thì đấy là tài nguyên giáo dục mở cũng như là giáo dục mở. Thì như quý vị biết là trong bối cảnh chúng ta đang triển khai thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng đang được giao với nhà nước giao một cái xây dựng một cái chương trình là đề án chuyển đổi số của Việt Nam. Thì trong này cũng có đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến chính phủ số, xã hội số và công dân số. Và ở đây thì các quý vị biết là theo thống kê của IDG Investment thì 53% các dự án của chính phủ và các cơ quan công thì là thiếu những người mà có năng lực để triển khai chuyển đổi số. Đây là một cái sự thiếu hụt lớn về mặt nhân lực trong triển khai. Và dự kiến trong năm 2019 này thì cả lĩnh vực công cũng như là lĩnh vực tư sẽ đầu tư khoảng 2,1 ngàn tỷ USD cho cái vấn đề chuyển đổi số. Và đây là một con số khá là lớn. Và 90% các lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ và thậm chí lớn cũng đã khẳng định rằng chuyển đổi số sẽ mang lại cơ hội rất nhiều cho họ trong việc mà xây dựng chiến lược kinh doanh cũng là phát triển doanh nghiệp của mình. Và theo cái Liên đoàn Lao động Thế giới có khảo sát năm 2017 thì Việt Nam là một trong quốc gia khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng của chuyển đổi số, là ít nhất khoảng 70% các loại công việc của Việt Nam hiện tại sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyển đổi số. Tức là gì? Có thể bị thay thế bởi máy móc, bởi tự động. Đây là một vấn đề mà đặt ra cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy là cái khái niệm về Digital Citizen hay là Digital Natives là những công dân số, những người đã sinh ra trong cái bối cảnh số rồi, born in digital. Thì cái vai trò của giáo dục ở đây là gì? Thì chúng ta sẽ đối mặt với những cái thay đổi như thế này, đặc biệt là vấn đề về bị mất việc làm do tự động hóa, đặc biệt là làm sao đấy để những công dân số của chúng ta sinh ra trong thời đại số có thể adapt, có thể là phát triển tốt trong bối cảnh số này. Thì đấy là cái vai trò của giáo dục sẽ rất lớn ở thời điểm này. Và chúng ta sẽ trao đổi một chút liên quan đến cái triết lý về Open Education và Liberal Education liên quan đến giáo dục mở hay là giáo dục khai phóng chúng ta đang hướng tới. Thì quý vị biết là về bản chất giáo dục là chia sẻ tri thức, dù có mở hay không mở thì về bản chất giáo dục là chia sẻ tri thức, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta thấy là cái hệ sinh thái số hóa nó đang giúp cho mang lại cái quyền hay là mang cái lợi mà giúp cho người học được phép tự chọn mình sẽ học cái gì. Thì cái việc chúng ta sẽ triển khai tài nguyên giáo dục mở diễn đến truy cập mở sẽ mở ra rất nhiều cơ hội. Ở đây chúng ta sẽ thấy là cái nền tảng về Internet, các mạng xã hội kết nối thì sẽ giúp cho người học không chỉ học một mình nữa mà được phép cho phép là kết nối người học với người học, kết nối giữa người học các quốc gia khác nhau, kết nối giữa thầy và trò, kết nối giữa chuyên gia với nhau. Thì đây là một cái thay đổi rất lớn khi chúng ta bước vào cái kỷ nguyên về chuyển đổi số. Điểm thứ hai là
là ngày hôm nay chúng ta đang nói chuyện đấy liên quan đến truy cập mở hay giáo dục mở. Ở đây chúng ta sẽ có dữ liệu mở, có truy cập mở, có hạ tầng mở, có nền tảng mở, giúp cho chúng ta sẽ triển khai những cái phương án giáo dục tốt hơn. Thay vì những giáo dục truyền thống thì chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái hình thức giáo dục phi truyền thống. Đấy là gì? Tôi đã quen rất nhiều các em sinh viên của trường tôi đã nghỉ học và bắt đầu triển khai cái hoạt động về kiếm sống như làm việc mà không cần bằng đại học, bằng cách là họ sẽ học những cái khóa ngắn hạn của những công ty, của những cái khóa học miễn phí trên mạng để triển khai. Và đây là hình thức mà tôi thấy là cũng đang triển khai, và theo báo cáo của Harvard thì chúng ta đã thấy là có hàng 2 triệu người học đã sử dụng cái Open Courseware, tức là học liệu mở như là khoa học mở để tự trang bị kiến thức cho mình, thay vì đến trường đại học, thay vì lấy cái bằng thì họ đã hướng tới là lấy tri thức để triển khai công việc của họ. Thế nên là đấy, tất cả những thứ này nó sẽ đưa ra, đặc biệt là giáo dục truyền thống. Giáo dục truyền thống tức là đến nhà trường có chương trình, thay vì là chúng ta không có chương trình, thì đây là một áp lực rất lớn về việc mà các trường đại học, các trường cao đẳng cũng như các trường ngành nghề phải chuyển đổi thế nào đấy phù hợp với những xu thế này. Người học bắt đầu sẽ hướng tới việc là tự tìm kiến thức, tự khai phá kiến thức cho mình. Và thì một trong những đặc điểm rất quan trọng của cái chuyển đổi số hay giáo dục mở đấy là gì? Với cái sự hỗ trợ của truy cập mở, trí thức mở, thì cái việc cá nhân hóa, tức là học theo nhu cầu của từng cá nhân, thậm chí là trong một trường đại học, trong một cái lớp học, khi một nhóm sinh viên vào học một ngành cụ thể thì họ vẫn được là cá nhân hóa theo nhu cầu. Thì cái việc này là chúng ta thấy là triết lý này chúng ta sẽ thấy là không chỉ trong đối với các trường đại học mà truyền thống và phi truyền thống được áp lực. Và ngày hôm nay chúng ta trao đổi về tài nguyên giúp mở chính là hướng tới việc gì? Đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của từng cá nhân trong việc học tập trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Và câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam lại bắt đầu nên bắt chuyển đổi số bắt đầu từ tài nguyên giáo dục mở? Có lẽ câu hỏi này cũng sẽ rất nhiều quý vị, nếu như mà chúng ta làm ở thư viện thì có thể dễ dàng trả lời, nhưng nếu chúng ta làm ở một ngành khác chúng ta sẽ thấy là sẽ có câu hỏi tại sao trong cái tiến trình về chuyển đổi số, tiến trình chuyển từ dữ liệu học liệu mở sang dữ liệu mở mà chúng ta cần bắt đầu từ tài nguyên giáo dục mở. Có lẽ theo quan điểm của chúng tôi thế này, những cái gì liên quan đến tri thức thì dễ dàng chia sẻ và không bị rào cản, bởi đặc biệt là liên quan đến vấn đề về pháp lý, đặc biệt liên quan đến vấn đề liên quan đến chúng ta nói về dữ liệu chính phủ mở, nhưng mà có những cái rào cản về mặt pháp lý, có rào cản liên quan đến gọi là sensitive, như là dữ liệu nó mang tính không được phép chia sẻ, thì cái việc này bắt đầu từ dữ liệu mở rất sẽ khó. Và tôi cũng trao đổi với anh ở đây có một số anh em ở Petrosa thì để bắt đầu dữ liệu mở khá khó, để bắt đầu liên quan thì chi bằng chúng ta sẽ bắt đầu từ tài nguyên giáo dục mở, là những thứ mà các trường đại học có, các thư viện có, các trung tâm thông tin thư viện đều có cả, thì cái việc này chia sẻ nó dễ dàng hơn. Và từ khi chúng ta tạo những nền tảng, những hội thảo như thế này, những cái chia sẻ của thầy cô, những chia sẻ của học sinh viên, cái tạo nền tảng cho một cái tư duy đầu tiên là openness, là khả năng chia sẻ, thì từ cái openness này sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ có bước tiếp theo là dữ liệu mở, dữ liệu nghiên cứu mở. Thì ở đây cũng giải thích một chút là dữ liệu nghiên cứu mở là gì, tức là gì? Tài nguyên giáo dục mở thì sẽ chia sẻ những kết quả nghiên cứu, còn dữ liệu nghiên cứu mở tức là gì? Chúng ta cùng chia sẻ những cái dữ liệu gọi là raw data, dữ liệu gốc và của các nhà nghiên cứu đã từng thu thập, đã từng xử lý trước khi đưa ra một báo cáo. Thì dữ liệu này cực kỳ lớn, dữ liệu này tôi nghĩ là rất lớn, hàng nghìn giảng viên, hàng nghìn nhà nghiên cứu cũng như sinh viên đã triển khai hàng năm tới hàng nghìn những nghiên cứu, và những cái dữ liệu này không được lưu trữ, không được chia sẻ. Và tôi nghĩ nếu được chúng ta tập hợp được cái dữ liệu này và thành một cái loại big data thế thì những cái nghiên cứu tiếp theo dễ dàng hơn. Và thậm chí là bản thân như tôi là nhà nghiên cứu chẳng hạn, những dữ liệu tôi không dùng hết thì những người khác có thể kết hợp dữ liệu của tôi cùng với người khác thì chúng ta có thể ra một cái phát kiến mới trong nghiên cứu. Thì chúng tôi cho rằng là nên bắt đầu từ tài nguyên giáo dục mở sẽ dễ dàng hơn từng bước lên là dữ liệu mở, rồi đặc biệt là dữ liệu mở của chính phủ, và cũng một nữa là đặc biệt là dữ liệu mở của doanh nghiệp. Ví dụ như là đây có công ty DNL đang triển khai về cái PAME chẳng hạn, là chia sẻ với quý vị liên quan đến thông tin về ô nhiễm môi trường của Hà Nội, đúng không ạ? Chia sẻ liên tục. Thì đấy là một hình thức bắt đầu dần dần các doanh nghiệp ý thức nhiều hơn trong việc mà chia sẻ dữ liệu mở, và cũng thúc đẩy chính phủ Việt Nam bắt đầu mở một phần.
Dĩ nhiên khi chúng ta mở dữ liệu chính phủ thì nó sẽ rất khó ở chỗ là gì? Những dữ liệu của các bộ ban ngành nó sẽ bao gồm cả dữ liệu có thể chia sẻ được, nhưng mà kèm theo là dữ liệu cá nhân, thì làm sao tách bạch giữa dữ liệu cá nhân cũng như dữ liệu mà có thể người dùng khác được, thì đây cũng là vấn đề chúng ta sẽ bàn sâu hơn. Nhưng ít nhất là trong cái tiến trình này thì chúng tôi khuyến cáo là bắt đầu đi từ tài nguyên rộng mở sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta hướng tới một cái truy cập mở trong cho Việt Nam. Thì để khẳng định hơn nữa thì quý vị ở đây cũng đã nghe nhiều rồi về tài nguyên rộng mở, thì tôi nhắc lại một chút cái triết lý về tài nguyên rộng mở hay là triết lý về giáo dục mở. Thì về cơ bản nó là có 5 R. Đầu tiên đấy là retrain, tức là gì? Quý vị được phép khi tiếp cận một tài liệu được phép giữ lại, không phải hỏi ý kiến ai hết cả, được phép giữ lại. Đấy là đầu tiên, lưu trữ vĩnh viễn nếu mình muốn. Điểm thứ hai là gì? Reuse, tái sử dụng, là cho phép được sử dụng theo mục đích riêng của mình, là để nghiên cứu, trao, biếu tặng đều được cả mà cũng không phải xin phép ai. Điểm thứ ba là revise, là chúng ta cho phép là sửa đổi cái tài liệu của chúng ta có được. Chúng ta có thể chỉnh sửa tài liệu này theo mục tiêu của chúng ta mà không phải xin phép ai cả. Và điểm thứ tư đấy là remix, cái này cũng rất quan trọng, là chúng ta muốn tạo ra những cái nghiên cứu, những tác phẩm phái sinh, tức là tác phẩm tiếp theo nữa, thì chúng ta sẽ phải trộn những tác phẩm khác nhau lại, những tài liệu khác nhau lại, trở thành một tác phẩm mới, thì cái này được phép làm và cũng không phải xin phép ai cả. Và cuối cùng đấy là chúng ta có thể là tái phân phối, và đây cũng là một xử lý quan trọng cuối cùng, đấy là gì? Khi chúng ta lấy của người khác, chúng ta sử dụng nó thì chúng ta tạo cái mới, và please hãy chia sẻ của người khác. Và 5 yếu tố này thì chỉ còn một yếu tố quan trọng nhất thôi, là khi chúng ta dùng của ai thì chỉ ghi tên rõ ràng, xin. Đấy là cái nào đầu tiên là không, thì đây là cái triết lý quan trọng. Thì cái này rất quan trọng ở chỗ là gì? Khi chúng ta tiếp cận một tài liệu, chúng ta sẽ không phải đi lăn tăn tìm hiểu là có phải được phép chia sẻ, được phép sử dụng hay không. Thì tài nguyên giáo dục mở hay giáo dục mở là gì? Cho phép chúng ta gỡ bỏ rào cản về mặt pháp lý, hay là như anh Hồng Quang nói là kể cả về mặt công nghệ nữa, thì chúng ta có thể sử dụng cái nguồn tài nguyên giáo dục mở này. Như vậy thì vấn đề là chúng ta sẽ có những ai tham gia vào cái tiến trình này để triển khai tài nguyên giáo dục mở và lợi ích của họ như thế nào? Thì tôi nghĩ đầu tiên sẽ có lẽ là liên quan đến những cái đơn vị sáng tạo nội dung. Ở đây chúng ta sẽ có tác giả, đấy là những nhà nghiên cứu, viên hay bất cứ ai mà tạo ra những cái sản phẩm. Chúng ta sẽ có những nhà xuất bản hỗ trợ họ làm việc này. Chúng ta có các trường đại học, cao đẳng cũng như là các đơn vị về tư nhân sáng tạo nội dung. Thì vấn đề ở chỗ đây này, đấy là làm thế nào đấy để điều hòa xung đột lợi ích rất quan trọng. Nếu như mà chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta cổ vũ cho truy cập mở chia sẻ với nhau, thì vai trò của nhà xuất bản như thế nào đây? Lợi ích của nhà xuất bản như thế nào đây? Có đảm bảo hay không? Rồi lợi ích của cái người sáng tạo ra cái nội dung này có đảm bảo hay không? Thì tất cả những câu hỏi này chúng ta sẽ phải trao đổi. Và cũng có một phần của cô Phương hôm nay sẽ trao đổi với quý vị về cái lợi ích cũng như là cái giải pháp về pháp lý cho việc này. Cái nhóm tiếp theo có lẽ là nhóm về chính phủ. Đấy, nhóm chính phủ thì có bộ ban ngành. Thì đây thì hôm nay có 3 bộ tham gia cùng chúng ta. Đấy là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 3 đơn vị này cùng tham gia cái hội thảo, đại diện đấy là Hội Thư viện Việt Nam, Hiệp hội Các trường Cao đẳng Việt Nam và Hội Tiến học Việt Nam triển khai. Thì ở đây chúng ta sẽ thì nếu chúng ta cùng đầu tư, cùng đưa ra chính sách, thì một trong những cái mục tiêu rất quan trọng mà chúng ta thấy là chuyển đổi số quốc gia sẽ thúc đẩy nhanh hơn nếu chúng ta bắt đầu được việc truy cập mở cũng như là xuất bản mở. Một nhóm người nữa đấy là các doanh nghiệp, thì ở đây hôm nay cũng có 8 doanh nghiệp cùng tham dự. Ngoài 8 doanh nghiệp này cũng có rất nhiều doanh nghiệp khác cùng tham dự, và chúng ta thấy là cơ hội của việc kinh doanh nguồn mở, cơ hội của việc kinh doanh dữ liệu mở là có. Các lưu ý là mở không có nghĩa là miễn phí, cũng có những cơ hội để chúng ta kinh doanh. Ở đây tôi thấy là có công ty DNL này, hay là công ty Vinanet, là 2 công ty điển hình ở Việt Nam đã sống bằng những cái dịch vụ mở trên nền tảng mở. Tôi nghĩ đấy là những cái hướng rất tốt mà chúng ta có thể tham khảo. Và những nhà xuất bản cũng thế thôi, các trường đại học cũng thế, cũng có thể học những cái mô hình kinh doanh cho xuất bản mở, truy cập mở. Và một cuối cùng có lẽ là chúng ta là những người sử dụng hay là những thư viện sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc này. Tuy nhiên để hưởng lợi cái việc mà tài nguyên giáo dục mở thì chúng ta lại có vai trò là gì? Thu thập
xử lý nó và truyền tải nó, chia sẻ trong cộng đồng. Và thư viện rất quan trọng. Ở đây tôi cũng đóng vai trò là đại diện cho Thư viện Việt Nam. Không phải là tôi đại diện cho Thư viện Việt Nam, Liên hiệp Thư viện Việt Nam, mà tôi nhấn mạnh vào trong thư viện. Nhưng mà ở đây có anh Hồng Quang, anh Nghĩa, chúng tôi cũng đã trao đổi rồi. Vai trò của thư viện cực kỳ kỳ quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số, đặc biệt là để chia sẻ ý thức, xây dựng tài nguyên giáo dục mở và triển khai giáo dục mở. Ở đây rất nhiều những cán bộ thư viện đang làm việc thì rất mong muốn là chúng ta cùng góp tay để triển khai cái hệ thống này. Và một điểm nữa, cái bài này nó hơi nhỏ một chút thôi, hơi khó đọc một chút, nhưng mà ở đây tôi thấy là tôi chia ra những cái vai trò của từng stakeholder, những bên liên quan có thể tham gia trong cái tiến trình về phát triển tài nguyên giáo dục mở cũng như là giáo dục mở. Chúng ta sẽ có các tổ chức liên chính phủ, chúng ta có chính phủ, chúng ta có cơ sở giáo dục là các trường đại học, cao đẳng, chúng ta có các cơ quan đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên có cái phần này rất quan trọng ở chỗ là gì, làm sao nó có một cơ quan nào đấy đứng ra chịu trách nhiệm trong việc mà verify, tức là gì, xác nhận cái chất lượng của cái tài nguyên giáo dục mở. Tuy nhiên cái việc mà tài nguyên này có tốt hay không thì nó liên quan rất nhiều đến người dùng. Người dùng có thể tự đánh giá được. Tuy nhiên về cấp độ quốc gia thì ít nhất cũng phải có một cái đơn vị tổ chức nào đấy bắt đầu tiếp cận trong việc mà xác nhận cái tài nguyên giáo dục mở như là một cái tài nguyên. Và như hôm nay quý vị cầm trên tay cái cuốn kỷ yếu ấy, thì rất xin lỗi quý vị, ngày hôm nay là chúng ta có tới 250 đại biểu nhưng mà chúng ta chỉ có 200 cái cuốn kỷ yếu mà thôi. Mất 10 cuốn là nộp cho lưu triều rồi, chỉ còn 190. Và rất xin lỗi quý vị đến sau một chút không có. Nhưng mà thôi thì chúng ta cùng với nhau, hôm nay chúng ta nói về phát triển bền vững thì giảm thiểu cái việc mà in sách, đúng không? Và chúng tôi sẽ sau buổi thảo hôm nay thì chúng tôi sẽ có đưa lên mạng toàn bộ toàn văn của cái kỷ yếu này và chúng ta hoàn toàn chia sẻ sử dụng theo tùy mục đích, không bị giới hạn. Thì rất mong quý vị thông cảm cho việc này. Và tại sao chúng ta cần học tam đa phương? Trong bài phát biểu của hai thầy phía trước đã nói rồi thì tôi nhấn mạnh lại một chút. Hôm nay tại sao chúng ta ngồi ở đây ba hiệp hội ngồi với nhau, và mỗi hiệp hội thì có vai trò như thế nào trong cái tiến trình về chuyển đổi số, tiến trình về hướng tới về giáo dục mở. Đầu tiên tôi xin trao đổi với quý vị liên quan đến Hội Thư viện Việt Nam trước. Thì vai trò của Hội Thư viện Việt Nam, tôi biết là chúng ta có ít nhất là 400, hơn 430 các trường đại học cao đẳng trên cả nước. Chúng ta có hàng nghìn trường dạy nghề, chúng ta có hàng nghìn cái cơ quan, cơ sở mà có thư viện. Chúng ta có hệ thống thư viện từ phổ thông, từ tiểu học đến phổ thông, hàng vài chục nghìn. Một cái hệ thống mạng lưới thư viện cực kỳ lớn. Và đây là một cái nơi có thể giúp chúng ta phát triển tốt hơn về tài nguyên giáo dục mở. Và tôi mong muốn là từng cán bộ thư viện chúng ta cùng đóng góp, chia sẻ về mặt bản chất của thư viện cũng thế thôi. Vai trò của thư viện là gì? Là nơi cầu nối trung chuyển, lưu giữ trung chuyển tri thức, là giữa người sáng tạo tri thức hay là giữa tri thức với lại bạn đọc. Và cái việc chúng ta tham gia vào triển khai tài nguyên giáo dục mở sẽ là một cơ hội rất tốt để nâng cao vai trò của thư viện, từ thư viện phổ thông đến thư viện học như thư viện ban ngành. Thì chính vì thế mà chúng tôi rất nhiệt liệt và rất mong muốn là tham gia sâu vào cái tiến trình về xây dựng tài nguyên giáo dục mở cùng với lại Hội Tiên học Việt Nam, cùng với lại Hội các trường cao đẳng Việt Nam. Thì đấy là điều đầu tiên. Thứ hai là Hội Tiên học Việt Nam sẽ làm gì? Thì tôi nghĩ là một trong những cái hỗ trợ đấy là về mặt công nghệ. Hội Tiên học Việt Nam sẽ là người hỗ trợ về mặt công nghệ. Thì nếu mà nói thì chúng ta thấy là công nghệ mở Việt Nam cũng chưa phải sự phát triển đấy. Và nếu quý vị muốn chia sẻ cái gì đấy cũng đang khó khăn chứ chưa dễ dàng, thì Hội Tiên học Việt Nam với vai trò của anh Hồng Quang ở đây cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta phát triển ở đây. Và hội cực kỳ đặc biệt là hôm nay đấy là Hiệp hội các trường đại học cao đẳng là người mà tổ chức cái hội thảo này chính. Thì vai trò của hội có lẽ là rất quan trọng ở chỗ là gì, vận động xây dựng tài nguyên giáo dục mở ở Việt Nam cũng như giáo dục mở ở Việt Nam. Thì ba cái vai trò này thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ ngồi lại với nhau triển khai trong. Và vấn đề đặt ra là gì? Ở đây chúng ta sẽ có ba vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Một là liên quan đến công nghệ, như tôi nhắc rồi là chúng ta đang thiếu về công nghệ, và rất mong là Hội Tiên học Việt Nam cùng với Vevosa và Hiệp hội các trường công nghệ cùng với chúng tôi làm sao đấy xây dựng được cái nền tảng về mặt công nghệ để dễ dàng chia sẻ, dễ dàng tạo lập và sử dụng. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là liên quan đến chính sách. Hiện tại nếu mà mở ra thì chúng ta sẽ chưa có một chính sách cụ thể nào đấy liên quan đến truy cập mở,
liên quan đến dữ liệu mở, và chúng ta cũng sẽ phải làm việc này. Thì tí nữa cô Phương có một cái bài trình bày chi tiết về việc này, thì tôi nghĩ là cũng là một cái đề xuất của hội thảo ngày hôm nay với Chính phủ Việt Nam, các cơ ban ngành liên quan, làm sao để chúng ta có một cái hành lang pháp lý để được phép chia sẻ những nguồn tài nguyên này, để được phép xây dựng những cái hình thức giáo dục mới. Và ba, liên quan đến nguồn lực, thực sự là đây là vấn đề khó khăn. Các thư viện sẽ không tự làm được nếu không có đầu tư, bản thân các công ty công nghệ nếu không có chính sách cụ thể thì họ cũng sẽ không tham gia. Các trường đại học nếu không thấy cái sự lợi ích trong việc xây dựng này thì họ sẽ không tham gia. Ví dụ những cái rất nhỏ thôi, mỗi giảng viên đại học chẳng hạn, nếu mà chia sẻ được nguồn tài liệu gốc mở đấy thì họ được ghi nhận như thế nào, nhỏ thôi thì có thể là sẽ thúc đẩy từng trường đại học. Hoặc là bộ có một chính sách nào đấy chẳng hạn, là nếu mà trường nào đấy có một cái chiến lược phát triển tài nguyên gốc mở cho quốc gia chẳng hạn, chỉ được ghi nhận và có thể thêm một cái là cái đánh giá về giáo dục chẳng hạn, ví dụ thế nhỉ. Tất cả những chính sách đấy mong muốn chúng ta được bàn thảo nhiều hơn, và chúng ta đang bị rào cản rất lớn của ba yếu tố này để tiến tới một cái khoa học mở, để tiến tới một cái giáo dục mở. Và đây là một cái kế hoạch mà chúng tôi cũng muốn đưa ra cùng quý vị bàn thảo ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi những bước tiếp theo như thế nào. Tiếp theo đấy là vận động chính sách, rất mong muốn chúng ta trao đổi chia sẻ hơn về xây dựng một cái hành lang pháp lý cho truy cập mở ở Việt Nam. Chúng ta sẽ triển khai những cái khóa đào tạo, thì ở đây Hiệp hội các trường đại học cao đẳng cũng là một đơn vị có thể là đứng ra triển khai cái việc này, để cho cộng đồng, cho xã hội hiểu hơn về tài nguyên rộng mở, giáo dục mở, và có những cái khóa đào tạo cho giảng viên. Thì đây có anh Lê Trung Nghĩa đã một mình triển khai rất nhiều, rất cảm ơn các trường đại học cũng đã hỗ trợ anh Nghĩa như chúng tôi mở khóa học ngắn hạn dành cho giảng viên và những nhà làm thư viện học hỏi về tài nguyên rộng mở như thế nào. Và tiếp theo đấy là cái đặc biệt rất quan trọng, tôi nghĩ là rất quan trọng để mở ra, đấy là giấy phép. Chúng ta sẽ áp dụng giấy phép nào cho việc này, như ví dụ như là CC chẳng hạn, thì chúng ta sẽ, như quý vị cầm trên tay cái cuốn sách của quý vị ấy, ngay cái trang đầu tiên có phần là CC by NCSA. Đấy là gì? Chúng ta được phép sử dụng cái cuốn sách này bằng mục đích phi lợi nhuận và chia sẻ sống hệ ngang hàng. Đấy thì đấy là cách mà chúng ta sử dụng, tuyên bố rõ ràng khi người dùng sử dụng mà cầm được cuốn sách này thì không phải xin phép bất cứ ai có tên trong cái kỳ hội thảo này nữa, và họ hoàn toàn tái sử dụng lại theo mục đích riêng của họ. Và điểm tiếp theo nữa là liên quan đến nhận dạng số hay là nhận dạng chỉ số ID quốc gia. Thì quý vị biết là nếu quý vị đưa, như chúng tôi đưa cái tài nguyên giáo dục mở này lên trên mạng, nhưng mà khoảng độ 3-4 tháng nữa hoặc 1 năm nữa không ai gọi là chăm sóc nó, thì có thể là một ngày nó sẽ không còn nữa. Thì với một công dân khi ra đời thì cấp cho một cái mã số ID, thì đối với một tài nguyên giáo dục mở dù nhỏ hay lớn cũng nên cấp cho nó một cái chỉ số ID. Thì việc này là cực kỳ khó, việc này sẽ thể phù hợp hơn là đấy là Hội Tin học Việt Nam sẽ cùng hỗ trợ với chúng tôi. Nhưng ít nhất là chúng ta sẽ có một cái giải pháp như thế. Và tiếp theo đấy là hành lang pháp lý, đúng không? Cái hành lang pháp lý là có thể phải sửa đổi một số cái nghị định, đôi khi thậm chí là luật, để hỗ trợ cho việc truy cập mở tốt hơn, chia sẻ tốt hơn. Và cuối cùng như tôi vẫn nói là tìm kiếm cái nguồn lực nội sinh trong ở Việt Nam cũng như là ngoại sinh Việt Nam. Thì ngày 10 tới này tôi có sang Tokyo một cái hội thảo liên quan đến về cái liên hiệp đối tác về tài nguyên rộng mở cũng như là dữ liệu mở, thì tôi cũng mong muốn là trình bày tất cả những hoạt động của Việt Nam đang triển khai, cũng như là mong muốn kêu gọi cái sự hỗ trợ từ nước ngoài cho Việt Nam về mặt công nghệ, để thậm chí là liên quan đến tài chính nữa, chúng ta cùng hỗ trợ phát triển. Và dĩ nhiên thì các bộ ban ngành liên quan, như ít nhất là ba bộ ngày hôm nay cũng mong muốn là cùng hỗ trợ tìm nguồn tài chính để hỗ trợ cho các đơn vị triển khai. Đấy là bốn cái mong muốn, cái action plan của chúng tôi triển khai. Và trước khi kết thúc thì tôi muốn là một cái trình bày quý vị một cái bản đồ về tài nguyên giáo dục mở cũng như là giáo dục mở hiện nay. Và cũng rất vinh hạnh là thông báo cho quý vị rằng là Việt Nam đã nằm trong bản đồ thế giới về tài nguyên giáo dục mở, và đã nằm trong bản đồ thế giới về giáo dục mở, và chúng ta đang trong tiến trình này, và hy vọng là trong hội thảo hôm nay chúng ta sẽ bàn nhiều giải pháp hơn cho việc mà làm giàu hơn cái dữ liệu mở cũng như là tài nguyên giáo dục mở Việt Nam, và chúng ta sẽ làm đậm hơn cái bản đồ của Việt Nam trên vai trò thế giới. Và xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và xin được nhận ý kiến đóng góp quý vị, trân trọng cảm ơn.